Sau đây bạn Tuấn sẽ lồng cái clip giới thiệu cho các bác cái chiêu trò lừa đảo qua mạng trong cái thời gian hiện nay rất là nhiều. Và các bác chú ý là tất cả những cái chiêu trò họ bảo mình là họ được thưởng quà hay được cái gì đó chẳng hạn, các bác cũng không nên nhé, bởi vì là tất cả những chiêu trò đấy họ gửi cho mình để họ mục đích là họ muốn mình cung cấp cái nội dung thông tin cá nhân của mình để họ ấy nắm được, và họ sau đó họ sẽ xâm nhập vào tài khoản cũng như là gia đình con cái các bác để tham gia những cái chiêu trò lừa đảo để lấy tiếp những cái số tài khoản rồi là địa chỉ rồi là nó tóm lại danh tính của các bác. Nên tóm đi tóm lại là tất cả những cái chiêu trò lừa đảo bây giờ trên mạng rất là nhiều, các bác nghe thì số lạ, tốt nhất là không giao dịch hộ em, không giao dịch chứ không là nhiều lúc tiền mất tật mang. À, hôm nay thì em cũng thấy cái chương trình cái phần cái này gọi cho em, nhưng em quay lại cho bác thôi. Dạ em gọi cho mình từ trung tâm mua sắm trực tuyến AO bên em ở Hồ Chí Minh Nam. Mua sắm trực tuyến ở Hồ Chí Minh ạ? Dạ. Vâng, thế có chương trình gì đấy chị ơi? Dạ tức là cái này là bên em đang tổ chức riêng tư thôi á. Bên em có kết hợp với nhà tài trợ Liên minh châu Âu có tổ chức chương trình quay số nhận quà để tri ân quý khách hàng đã từng mua sắm. Thì bên em là âm thầm quay được 5 số điện thoại may mắn nhất để nhận quà tặng từ phía nhà tài trợ. Thì trong đó là có số điện thoại của mình đó anh Tuấn. Em chỉ gọi cuộc gọi này cho riêng 5 khách hàng được nhận thưởng thôi anh. Vâng ạ. Dạ, Thế thì quà thì gì đấy chị? anh sẽ nhận. À dạ, thế anh chắc chắn sẽ có cơ hội nhận được một trong 5 phần quà sau đây. Giải nhất đó là một cái TV Sony 65 inch màn hình công nghệ ứng màn hình. Giải nhì là một cái ghế massage trị liệu toàn thân cao cấp Nhật Bản. Giải ba là một cái tủ lạnh 200 trứng thương hiệu Pháp. Giải tư là một cái máy giặt Toshiba 15 kg, và giải khuyến khích là một cái máy tính xách tay hiệu Dell của anh. Thì Vâng. anh nhớ đây là phần quà tặng mà bên em đang tri ân cho mình, nên là mình không cần phải đóng bất kỳ chi phí nào cho phần quà tặng này hết. Có Vâng. 5 khách hàng và 5 phần quà tặng thì mỗi người chắc chắn sẽ nhận được một phần quà anh. Vâng. Và trong cái đợt này thì cái phần quà tặng của mình nó có giá trị rất là cao, nên để công bằng cho 5 quý khách hàng thì mình sẽ không được lựa chọn quà tặng, mà thay vào đó là bên phía nhà tài trợ trao quà ngẫu nhiên. Thì năm quý khách hàng mỗi người sẽ nhận được một cái mẻ dự thưởng kích hoạt ngẫu nhiên. Mẹ của anh mà trùng khớp với phần quà nào thì bên em tiến hành trao thưởng cho mình phần quà đó và thực Vâng. hiện ghi hình quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ tại khu vực mình đang sinh sống. Nên là bên em sẽ trao quà về tận nhà cho gia đình mình để ghi hình lại, và mình không cần phải đi đâu để nhận quà hết anh nha. Vâng. Mình ở nhà mình chuẩn bị giúp em một cái chứng minh nhân dân để hoặc là căn cước công dân, mà Vâng. cô không cần công chứng, để ngày giao thưởng bên em đối chiếu hồ sơ em đang làm cho mình, đảm bảo là đây là chính chủ đúng người anh. Vâng ạ. Và do là cái phần quà tặng của mình là hoàn toàn miễn phí, không đồng không thuế, nên là 5 khách hàng mỗi khách hàng sẽ đăng ký mua sắm trải nghiệm dòng sản phẩm mới bên phía nhà tài Thế trợ, chủ yếu để mình lấy cái mẻ dự mã dự để thưởng à? xác minh cái phần quà tặng của mình là gì. Dạ Thế bao và cái giờ mẻ dự thưởng này nó ở trong cái tờ hóa đơn mua sắm á, tức là mình sẽ đăng ký mua sắm dòng sản phẩm bên em thế thế khi bao mình thế mua bao giờ sắm. em bao giờ em nhận được quà? Dạ thì ở đây em thấy mình là ở khu Quyết Tiến, Mạng Bàng, Thanh Ba, Phú Thọ. Thì Vâng ạ. em cho là cao nhất á, thì tầm là thứ bảy thì mình sẽ nhận được cái sản phẩm đi. Thì trong ngày chủ nhật hoặc là thứ hai á, thì bên em sẽ tiến hành sắp xếp cho cái phần quà tặng về tại gia đình mình rồi anh. Vâng. Mình sẽ nhận cái sản phẩm trước là khi bên em có cái mã điện thoại của mình rồi. Thì bên Vâng. em tiến hành gửi sang cho bộ phận mở thưởng, thì bên đó họ sẽ gọi cho anh và thông báo là gia đình mình đã trúng được phần quà nào và tiến hành xác nhận của anh là ngày nào, giờ nào. Gia đình mình có tất cả thành viên đông đủ tại nhà, bên em sẽ tiến hành trao quà về cho gia đình mình anh. Vâng. Dạ, thì anh đã nắm rõ hết chưa? Anh có chỗ nào thắc mắc không để em giải đáp luôn cho mình anh. Mình chỉ thắc mắc là bao giờ giao quà, chiều nay giao hả chị? Em đã nói là mình sẽ nhận cái sản phẩm mà mình sẽ nè. Thì khi mà mình có cái mẻ dự thưởng rồi thì bên em mới xác minh được cái phần quà cho mình và bên em mới tiến hành trao quà về cho mình. Thế mã dự thưởng ở đâu ạ? Đó là mình sẽ đăng ký mua sắm một dòng sản phẩm của bên em anh. Sao Thế em đang hỏi là mình có nhu cầu mua sắm không anh? thế bây giờ phải mua cái gì mới được chứ? Dạ bên em có những cái sản phẩm như là máy xay đa năng, máy xay sinh tố, bếp điện hồng ngoại, giải vị đa năng và Thế cái viên uống vỏ cốc và cái thức uống hồng sâm dung hương linh chi anh. Vâng, thế làm thế nào để em mua được? Dạ thì bây giờ mình đăng ký cái sản phẩm máy xay đa năng thì em sẽ gửi cái sản phẩm máy xay đa năng kèm cái mã dự thưởng trong cái tờ hóa đơn về cho mình. Mình nhận hàng, mình kiểm tra hàng, mình mới thanh toán tiền thôi. Bên em cũng không bắt mình phải chịu khó.
giúp cho bên em nha. À, có nghĩa là bây giờ phải mua thì mới được nhận cái mã đấy à? Dạ đúng rồi á, cái À. này là cũng không để chủ yếu để mình lấy cái mã dự thưởng á, và đây cũng là những cái dòng sản phẩm mới mà chưa được quảng bá ra thị trường nữa, nên mình đăng ký sản phẩm nào thì mình sẽ là gương mặt đại diện để quảng bá quảng cáo sản phẩm đó luôn á. Thế thì bây giờ thì em cần phải đăng ký mua xong như thế nào? Làm như thế nào? Bây giờ em cần Dạ thì làm em những sẽ thủ tư tục vấn gì? giá cả. Dạ thì em chỉ xin họ và tên đầy đủ trong căn cước của mình và năm sinh của mình thôi anh, và xin địa chỉ của mình nữa. Để Vâng. bên em gửi cái sản phẩm về cho mình trước rồi có shipper giao về tận nhà cho mình. Và khi mình nhận được cái sản phẩm mà có mã dự thưởng rồi mình báo cái mã dự thưởng lại cho em. Để em gửi sang cho bộ phận bảo thưởng anh. Vâng, thế thì bây giờ là có nghĩa là bây giờ là em phải nhắn tin địa chỉ cho chị à? Dạ không, em làm việc trực tiếp với mình qua cuộc gọi này luôn anh. Thế ở đây á, em thấy có địa chỉ của mình là ở khu Quyết Tiến, Mạn Lạng, Thanh Không. Ba, Phú Thọ đúng không ạ? Không, nhưng bây giờ em lại đi công tác thì em không ở đây nữa. Ấy là mình đi công tác rồi, mình có về không anh? Hay là mình đi công tác luôn bạn? Mình đi về cả tháng mình mới về cơ. Ở nhà mình, vợ mình, con mình không nhận nhận giùm được mình hả anh? Vợ con thì không, vợ con đi cùng, ở nhà chỉ có ông cụ bà, ông già cụ già thôi. Thì cái này là tùy quyền quyết định của anh thôi, còn mình muốn nhận phần quà hay là mình muốn nhận sản phẩm ở đâu thì bên em cũng chấp thuận theo yêu cầu của mình đó anh. Thế thế bây giờ thì mình không mua quà, mình cứ gửi địa chỉ gửi quà đến cho mình có được không? Dạ tại em chưa có cái mã dự thưởng, em chưa xác minh được cái phần quà nào cho mình hết anh. Thế bây giờ thì bạn tự bóc cái đơn hàng đấy ra xong bạn có mã gửi cho mình luôn không được à? Dạ cái này là sản phẩm mình đăng ký ở đây á là để mình trải nghiệm cái sản phẩm đó, và mình giúp nhà tài trợ có cái đánh giá về sản phẩm để nhà tài trợ ghi hình lại mình chạy quảng cáo trên 20 đôi kênh mua sắm mà bên em đang quản lý. Thì cái này chính anh là người sẽ đăng ký mua sắm và chính anh là người trải nghiệm. Thì khi mà bên em về trao quà thì mình đã trải nghiệm rồi thì mình mới có cái đánh giá về sản phẩm cho bên em được chứ anh, nếu mình không trải nghiệm thì làm sao mà đánh giá được anh. Vâng. Thế bây giờ tận trong Hồ Chí Vâng. Minh, mà giao được quà ra đây xa lắm. Nhớ nhớ Dạ không sao, ở đây á, cái em thấy mình ở Phú Thọ thì em vẫn có một khách hàng ở Nam Định á. Thì cái này là bên em đã trao quà cho mình, thì mọi cái chi phí vận chuyển hay là gì đó thì bên em sẽ chịu trách nhiệm hết cho mình, nên là mình không cần phải lo về cái vấn đề đó anh bởi nha, vì mình nó không bị phải chịu bất kỳ chi phí này cho cái phần quà tặng đâu anh ạ. bởi vì những cái quà nó bé bé thì không sao, những cái quà nó tivi nó to bằng cái giường ấy thì đi nó vận chuyển nó vất vả đấy. Bên em có cả ekip về tại nhà mình nên là anh yên tâm nha. Ừ, bởi vì là mình số nó đỏ lắm, nhiều lúc hay trúng số số nó to ấy Dạ nên sợ là trúng thế anh cái có tivi chuyển muốn em hoàn tất hồ sơ đăng ký nhận thưởng cho mình không anh? Em lấy mã từ sáng rồi. Em đâu có chắc chắn là mình sẽ trúng được cái tivi đâu, biết đâu mình trúng được cái phần quà thấp hơn thì sao anh, tao phải là mình cứ may mắn mình trúng số là mình sẽ chắc chắn là mình trúng được cái tivi của bên em đâu ạ. Không phải, nhưng mà mình thấy số của mình nó trúng lắm. Bao nhiêu lần mình chả làm gì cả nó cũng trúng. Mình số mình Mình đã cứ... từng tham gia mua sắm nên là cái thông Đúng tin của rồi. mình được lưu lại trên hệ thống bên em. Mình thấy họ tặng mình nhiều Thì bây giờ là lắm. bên em đang chưa khách hàng thôi anh. Giờ mình toàn đi du lịch đi chơi. Các bạn tặng quà. Thế bây giờ tặng quà bây giờ muốn nhận như nào được nhỉ? Khó nhỉ? Em đã nói là mình sẽ đăng ký mua sắm một dòng sản phẩm của Rồi, bên em để mình thế có bây cái giờ mã thì dự thưởng đúng cái chuẩn của anh. Mình đăng ký mua cái gì? Dạ cái máy xay đa năng 690.000, máy xay sinh tố 960.000, Ừ. bếp điện hồng ngoại 1.180.000, viên uống bổ khớp thức uống hồng tâm 1.080.000, Ừ. chảo điện đa năng 1.280.000 anh. Tức là phải mua tất à hay là mua một thứ thôi? Dạ mình chỉ cần đăng ký một sản phẩm thôi anh. À, một sản phẩm à? Vâng. Thế được Dạ. rồi, thế để tí nữa mình xem địa chỉ nhà như nào mới đăng ký mình mua luôn nhé. Vâng, em chào anh ạ. Để mình hỏi lại địa chỉ đã nhé. Ok, vâng.